Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 35 cái token Litho. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập mã captcha. Ok, tiếp tục chọn Continue. Rồi sau đó join vào group Telegram. Rồi mọi người sẽ bấm vào cái dòng chữ màu xanh có chữ click here đây nhé, để xác minh. Rồi chọn Start. Và tìm cái kết quả này, 8 x 3 bằng bao nhiêu thì mọi người nhập ở ô bên dưới nhé. Ok, quay trở lại. Rồi sau đó join vào channel. Chọn join này, tiếp tục quay trở lại, follow Twitter, retweet bài đăng, chọn theo dõi, rồi chọn like và chọn trích dẫn, tag tên của nó vào. Ok, chọn tweet lại, rồi sau đó quay trở lại bot này, join tiếp vào kênh liên kết này, rồi quay trở lại và retweet bài đăng ở trong kênh liên kết. Rồi, nó nằm ngay đầu, mọi người sẽ chọn like và retweet cho mình. Ok, quay trở lại. Và sau đó bấm chọn submit. Rồi, chọn don này. Ở đây thì nhập profiling Twitter, mọi người copy cái dòng này, dán lên đây. Và nhập username của mình vào. Rồi, tiếp tục chọn don này. Chọn yes. Và nhập địa chỉ ví Matic Polygon nhé. Thì mọi người sẽ vào ví MetaMask để lấy địa chỉ ví. Ở đây thì mình đã lưu sẵn ở trên cái bộ nhớ tạm rồi, mình sẽ gửi luôn. Rồi chọn Static. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.